Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới phần học Lời Chúa. Xin chúng ta cùng mở ra Lời Chúa ở trong sách Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 15 cho đến câu 28. Ma-thi-ơ 24 câu 15 đến câu 28. Chúng ta sẽ đọc đối đáp với nhau phần kinh thánh này. Tôi đọc trước một câu và Hội Thánh đọc một câu. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Câu 16. Xin bên chiếu máy. Câu 17 tiếp theo này. Ai ở trên mái nhà thì đừng xuống chiên của cải trong nhà. Đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy và sau này cũng không hề có nữa. Khi ấy nếu có ai nói với các ngươi rằng kia Đấng Christ ở đây hay là ở đó thì đừng tin. Này ta đã bảo trước cho các ngươi. Vì như chớp phát ra từ phương đông nhắn đến phương tây thì sự con người đến sẽ cũng thể ấy. Dạ, chúng ta sẽ dừng lại cái ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần số 2, dấu hiệu kỳ tận thế phần 2. Cách đây hơn một tuần thì chúng ta đã học về dấu hiệu kỳ tận thế phần 1. Ở phần trên thì chúng ta thấy rằng là các môn đồ đã hỏi Chúa một câu: khi nào cái điều đó đến và khi nào thì điềm tận thế? Như vậy thì có hai vấn đề: một là những điều xảy ra cho đền thờ Jerusalem, hai là khi nào thì tận thế. Cho nên trong đoạn kinh thánh của 24 này sẽ cho chúng ta về nói về cái việc mà Jerusalem bị tàn phá và đồng thời cái kỳ nào, lúc nào là kỳ tận thế. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay chúng ta lên Google, chúng ta lên YouTube, chúng ta xem thì rất là nhiều cái điều mà người ta nghiên cứu. Những người như là của NASA họ cũng nghiên cứu, rồi của những người họ những có những chuyên môn họ nghiên cứu thì họ thấy được rằng là cái kỳ tận thế nó không còn bao lâu nữa. Dẫu vậy, tôi mà chị em không phải là không biết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là người tin Chúa, chúng ta là con sự sáng, chúng ta là con của ban ngày. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta hay là bày tỏ cho chúng ta trước rồi. Cho nên không phải là ngạc nhiên. Nên nếu anh chị em chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta mới thấy được cái điều này. Còn nếu không, chúng ta sẽ nghĩ rằng là ô kỳ tận thế giống như là một cái kết thúc một cái điều gì đó rồi là kết thúc luôn. Nhưng không, thưa bà chị em, kỳ tận thế là kết thúc một cái chặng đường, một cái giai đoạn của loài người để mở ra một cái giai đoạn mới. Và tôi bà chị em là những người tin Chúa thì chúng ta sẽ biết mình ở đâu và mình được như thế nào, mình có trải qua đại nạn hay không và như thế nào thì được Kinh Thánh được bày tỏ. Trên đây chúng ta sẽ có bốn phần ở trong cái phần Kinh Thánh này. Cái phần thứ nhất đó là ở trong câu 15. Xin chiếu lại câu 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tan nát lập ra trong nơi thánh mà đấng tiên tri Daniel đã nói, ai đọc phải để ý. Cái dấu hiệu mà chúng ta nói đến trong phần 2 này, đầu tiên của phần 2, đó là cái sự gớm ghiếc tan nát lập ra trong nơi thánh. Cái từ nơi thánh ở đây là nói về đền thờ Jerusalem. Nơi thánh đây không nói về cái nhà thờ của chúng ta, nhưng mà nơi thánh đây đang nói về Jerusalem. Tại vì Jerusalem là trung tâm của đạo của Chúa. Jerusalem cũng là như là đồng hồ của thế giới. Và những gì xảy ra cho Israel hay là Jerusalem, nó chính là cái báo hiệu để rồi cho toàn thế giới bị chi phối. Cho nên đây nó là gì? Cái sự gớm ghiếc rồi tan nát lập ra trong nơi thánh. Lời tiên tri này nó là một dạng lời tiên tri kép. Thật ra cái điều này nó đã xảy ra rồi. Đã xảy ra thời của Daniel. Là
có những dân ngoại họ đã vào trong đền thờ, họ lấy những cái khí cụ của đền thờ để họ ăn uống và họ chơi giỡn ở trong đó, họ cúng tế hình tượng ở trong đó. Cho nên đó là một cái sự gớm ghiếc mà lập ra ngay ở trong đền thờ của Chúa. Đền thờ Salem ngày xưa được gọi là đền thánh, hay là đền thờ thánh, hay chúng ta còn thường nghe nói về vùng đất thánh, đúng không ạ? Có bao giờ nghe, quý vị nghe về được vùng đất thánh chưa? Dạ. Nhưng mà đó là thời cũ ước. Trong khi thời tân ước thì đền thờ không còn ở tại Jerusalem nữa, mà đền thờ là lòng của chúng ta. Chúng ta là đền thờ, đúng chưa? Cho nên cái dấu hiệu này nó đã xảy ra rồi trong thời cũ ước. Nhưng khi Chúa Giêsu ngài nói cái lời này thì ngài nhắc lại cái lời tiên tri của Daniel, nói rằng là ai đọc phải để ý, bởi vì sẽ có sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong đền thánh. Đây là một cái lời tiên tri thứ hai, là ý nghĩa kép. Khi sau khi 40 năm sau khi Chúa Giêsu ngài thăng thiên, thì hoàng đế La Mã đã cho tiến đánh Israel. Và trong quá trình mà đánh như vậy thì họ phóng hỏa thành Jerusalem. Trong đền thờ Jerusalem đó là những khí cụ trong đền thờ đều là bằng vàng, giác vàng. Và khi lửa gặp lửa thì vàng nó chảy, nó len lỏi vào ở trong cái khe của đền thờ. Quân lính La Mã tham dịch vàng, cho nên là cạy những cái phiến đá đó và lấy vàng cho mình. Và trong tiến trình mà họ làm như vậy thì có lệnh rút quân, và cuối cùng rút quân thì còn để lại cái vách thành ngày hôm nay được gọi là vách thành than khóc, hay là bức tường than khóc ở phía tây. Và hàng năm kể cả thủ tướng Do Thái và tất cả những người trên thế giới hay thường hay về đó, họ viết những cái lời cầu nguyện, họ nhét vào trong các kẽ của khe đá đó và họ khóc về thành Jerusalem. Nhưng bên cạnh đó Chúa cũng hứa rằng thành Jerusalem sẽ được xây lại. Và Chúa Giêsu khi mà thành Jerusalem xây lại thì lúc bấy giờ nó là bước vào trong 3 năm rưỡi của 7 năm đại nạn. Thật ra chúng ta nói 7 năm đại nạn nhưng mà chỉ có 3 năm rưỡi đại nạn thôi. Còn 3 năm rưỡi đầu là hòa bình, bình an, và có một hiệp ước hòa bình của các Ả Rập ký lại với Israel. Và sau khi ký đó thì họ nhường bộ đất để cho cái đền thờ, cái chân kẻ, cái đế của đền thờ Salem đó được trả lại như nguyên trạng thời của David và Salomon. Và đền thờ Israel được xây lại ở trên chính thành đất đó. Khi khánh thành đền thờ thì lúc bây giờ Antipris được gọi là đứa, gọi là kẻ, dạ, kẻ chống Chúa. Ở trong Tê-sa-ri-ca thứ 2 chương 2 câu 4 đó, cho chúng ta cái câu kinh thánh đó. Tê-sa-ri-ca 2 chương 2 câu 4. Tôi đọc câu 3 và câu 4 ha. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự mất hiện ra, tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại đến đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Đây là cái dấu hiệu là kẻ chống Đấng Christ sẽ ở ngay ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là ngày hôm nay nhan nhản có nhiều người nói ta là Đấng Christ, ta là Chúa, ta là này, ta là kia. Cái đó là chỉ là cái phần rìa ở bên ngoài thôi. Nó chưa phải là Antichrist, họ cũng là Antichrist đó. Có những người chống lại Chúa. Thật ra Antichrist đã có từ khi Chúa Giêsu sanh ra là có Antichrist rồi. Anti là chống lại, Christ là đấng được sức dầu. Cho nên bất cứ ai chống lại Chúa được gọi là Antichrist. Nhưng mà cái Antichrist này được gọi là gì? Nó xưng nó là gì? Là Đức Chúa Trời. Và nó có quyền phép, thưa anh chị em. Nó có quyền phép. Lúc bấy giờ nó sẽ phá hủy giao ước giữa dân Israel với nó, với khỏi Ả Rập. Và nó bắt đầu nó xưng nó là Đức Chúa Trời ở ngay trong đền thánh. Cho nên cái thánh gọi là gì? Đó là cái sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh. Trong cái trận chiến giữa Israel và Hamas, bữa nay là bước qua tuần thứ 3 rồi, gần từ 7 tay hả? À, tuần thứ 4, tức là gần 1 tháng này. Israel tuyên bố là trong vòng 3 tháng Israel sẽ quét sạch Hamas ra khỏi cái vùng đất Gaza. Thì ngày hôm qua thì tôi có xem một cái tin tức là tổng thống của Palestine và một vị
lãnh đạo hình như là của Iran thì phải, tôi không nhớ chính xác lắm cái người đó, nhưng mà tổng thống của Palestine cùng bay qua bên Nga để cầu cứu Putin. Và theo cái clip đó thì Putin hứa rằng là Putin sẽ đứng ra để có thể làm cái công việc đó, tức là làm sao để có thể làm cho can thiệp vào trong cái sự xung đột của Israel và Hamas. Và cho đến ngày hôm nay thì đã là 3 ngày Israel đã đổ bộ vào trong dải Gaza. Trong cái dải Gaza đó là cái diện tích chiều dài của dải Gaza đó nó khoảng 35 cây số. Và cái chiều rộng của nó thì có chỗ là 8 km thôi, nhưng chỗ rộng nhất là 15 km. Thì tổng diện tích đó nó có khoảng mấy trăm nghìn km thôi. Không có, xin lỗi, 10 giống như là 35 mà nhân cho khoảng 12 thì nó ra bao nhiêu? Nó cũng không có nhiều. Nhưng có một điều là cái dải đất Gaza đó, anh chị em biết ở phía dưới dải đất Gaza đó sâu 15 mét xuống dưới, đó là một cái những cái thành phố ở dưới. Tính là chính đạo quân Hamas họ đào ở dưới, chăn chịt ở dưới giống như là địa đạo Củ Chi. Nhưng mà hơn địa đạo Củ Chi nữa, địa đạo Củ Chi thấp lắm. Tôi đã vào tới tầng 3 của địa đạo Củ Chi thì nó tầm, tôi nghĩ chắc khoảng chừng 4-5 mét gì đó thôi. Nhưng mà Hamas đã đào xuống 15 mét ở dưới, nó sinh sống ở dưới, có thức ăn ở dưới, có vũ khí ở dưới. Mà nói rằng là nếu đánh Hamas thì không thể đánh được, cho dẫu là như thế nào đi chăng nữa, cho dẫu bom gì đi chăng nữa cũng không có xuống để mà phá hủy ở dưới đó được. Nhưng có một người lính cũng là con của nằm ở trong dòng tộc của lãnh đạo của Hamas, đã đào tẩu qua bên Mỹ và chuyển đức tin từ Hồi giáo qua Cơ Đốc giáo. Và cái người này mới hiến một cái kế, nói không đánh đập Hamas được đâu, nếu đánh bằng bom đạn không được đâu. Cuối cùng hỏi gì thì đánh bằng cái gì, hồi đó cái thì anh chàng này nói là đánh bằng khói, cái xông khói vô mấy cái lỗ đó nó ngợp nó chui ra. Dạ, tôi nghe tôi thấy rất là mắc cười về điều này. Dạ, chúng ta nói thêm một chút để chúng ta biết về cái sự kiện mà hiện nay đang xảy ra ở tại dải Gaza. Và mới thêm nữa đó là bên phía Liban, đạo quân của Hezbollah đã chính thức đánh Israel. Và Iran thì tuyên bố là tiêu diệt Israel và Mỹ, nó rồi sẽ tấn công Israel và Mỹ. Cho nên chúng ta thấy tất cả các khối Ả Rập, có những nước như là Bolivia đã quyết định là cắt ngoại giao với lại Israel luôn. Những nước khối Ả Rập đang đàm phán để có hiệp định hòa bình với Israel thì cũng cắt luôn. Và chúng ta thấy như vậy, nhưng mà chúng ta thấy đến một lúc là có một cái người đủ tầm để đứng vào để can thiệp giữa Israel và khối Ả Rập, lúc bây giờ cái hiệp định sẽ được ký. Cho nên chúng ta thấy nó đang diễn tiến như vậy, nhưng mà nó đến lúc thì cực kỳ là nhanh, nó không có chậm đâu thưa anh chị em. Mặc dầu chúng ta biết đây là sự xảy ra ở tại Israel, nhưng mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hội thánh của Chúa, trực tiếp trên toàn thế giới, vì những gì xảy ra cho Israel là cũng xảy ra cho trên thế giới. Chúng ta trở lại câu kinh thánh. Như vậy, chúng ta thấy ở đây có 3 cái sự kiện liên tục. Từ câu số 15, xin lỗi, trong câu 15 thì nó có 3 cái sự kiện. Đó, thứ nhất là người La Mã đã tàn phá cái đền thờ sau 70 năm sau Chúa. Thứ hai đó là một cái pho tượng sẽ được lập lên ở trong đền thờ Jerusalem. Một cái pho tượng. Và cái sự kiện thứ ba đó là cái tội đáng gớm ghiếc, hay là những điều gớm ghiếc và tàn nát sẽ xảy ra tại chính nơi đền thờ Jerusalem. Có một vấn đề mà tôi cũng đã từng đề cập, điều này nó không liên quan đến tại Israel, nhưng mà nó liên quan đến hội thánh của Chúa. Theo bà chị em thì cái tội nào là tội gớm ghiếc ạ? Thần tượng là gớm ghiếc. Tội nào nữa ạ? Đồng tính luyến ái là gớm ghiếc trước mặt Chúa. Chúng ta có thể không để cái tượng để thờ. Nhiều anh em người Công giáo nói rằng là người Tin Lành cũng thờ cái tượng nữa, đó là thánh giá là cái tượng. Không, chúng ta sáng nay chúng ta đến có lại cái thánh giá này không ạ? Không, đây là cái biểu tượng sự chết của Chúa. Vì cái thánh giá này không cứu chúng ta được, nhưng mà Chúa Giê-xu mới là đấng cứu chúng ta. Chúng ta đến đây có mặt để chúng ta thờ phượng Đức Trời, chứ không phải thờ phượng cái thánh giá.
Có nhiều hội thánh quyết định hạ cái thánh giá xuống luôn. Điều đó không đúng. Tại vì sứ đồ Phaolô nói làm gì? Ông hãnh diện vì ông chia sẻ về thập tự giá của Chúa Jesus. Mà khi nhìn thấy cái biểu tượng này, biết đó là cái biểu tượng mà cứu người, không phải là biểu tượng giết người. Cho nên chúng ta để cái thánh giá, nhưng mà chúng ta không thờ thánh giá. Trong gia đình của chúng ta để thánh giá không phải là nhờ thánh giá đó mà hộ mạng. Nhưng mà danh của Chúa mới là bảo vệ chúng ta. Và chúng ta tin Chúa thì chúng ta có huyết của Chúa cứu chuộc chúng ta rồi. Chúng ta được ban cho quyền giày đạp ma quỷ, đắc thắng ma quỷ chứ không phải là thua ma quỷ. Cho nên dù cho ông bà chị em để 100 cái thánh giá trong nhà mình, chi chít trong nhà, thì nếu mà chúng ta không có Chúa, chúng ta không tin Chúa, thì tạ lên nó cũng chẳng có sợ, ma quỷ nó không có sợ. Nhưng nếu chúng ta chỉ tin Chúa thôi, mở miệng ra mà nói rằng Chúa ơi, con nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống mình. Giống như là bạn của Vũ hả? Đây bạn này. À, của Bác Cư làm chứng. Thì tin Chúa ngày nào? Khôi tin Chúa ngày nào? Mới sáng hôm nay. Vậy theo anh chị em, ngay bây giờ anh Khôi có quy quyền cho ma quỷ không? Đó. Mà nếu một người bị quỷ ám mà nó lộ ra, thì tôi hướng dẫn anh này có thể nhân danh Chúa Giêsu đuổi con quỷ ra đi ra. Tại vì anh là trở thành một công dân của thiên quốc rồi. Anh là công dân của nước trời rồi. Danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. À. Cho nên không phải là chúng ta để khi nào chúng ta gọi là thần tượng, chúng ta phải đeo cái tượng thì mới thờ thần tượng. Nhưng mà chị em biết rằng có những người vẫn đang thần tượng con người. Họ đặt ở trong lòng của họ cái sự thần tượng con người. Có ông mục sư đó, tôi đi nhóm. Không có mục sư đó, tôi không đi nhóm. Ủa nhưng mà chúng ta đi nhóm là thờ phượng Chúa hay thờ phượng mục sư à? Thờ phượng Chúa mà. Và đến đây chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Có người hướng dẫn để chúng ta cùng nhau hát ca ngợi Chúa. Tất nhiên vì mục sư có thể là giảng, chúng ta có thể thích vì mục sư này giảng, chúng ta có thể thích vì mục sư kia giảng. Có nhiều người thích tôi giảng, nhưng có những người nghe tôi giảng họ bỏ đi. Đâu phải ai cũng thích tôi đâu, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không có thần tượng con người. Đối với tôi, tớ Chúa là những người giúp đỡ chúng ta, khai sáng thuộc linh cho chúng ta, thì anh chị em tôn trọng họ, chứ chúng ta không có tôn thờ họ. Anh chị em còn nhớ ông Donald Trump ông nói một câu gì không? Ở Mỹ người ta tôn thờ Đức Chúa Trời chứ không tôn thờ Tổng thống. Tổng thống chỉ là một người được đại diện dân để điều hành đất nước. Tổng thống gọi là Chúa. Cũng vậy, mục sư là gì? Mục sư là quản gia của Chúa, là người đại diện cho Chúa để lãnh đạo hội thánh. Nhưng mà trên hết Chúa vẫn là đầu. Amen chị em. Cho nên có rất nhiều người, họ cứ thần tượng con người, cứ chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy chỗ nọ. Trong khi chúng ta cần phải là một thành viên của một hội thánh, là của gia đình, của Cơ Đốc. Và chúng ta phải nói chúng ta được chăm sóc. Anh chị em có thể đi ăn phở, anh chị em có thể đi ra ngoài ăn hủ tiếu, anh chị em có thể đi ăn cái gì đó, nhưng mà về nhà cơm mẹ nấu vẫn là ngon. Khi chúng ta bệnh tật ở ngoài có ai chăm sóc mình không? Nhưng ta về nhà có người chăm sóc, có người an ủi, có người thăm viếng. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ lại cái này. Một khi bắt đầu anh chị em có cái thần tượng con người bên trong, thì anh chị em cần thật cẩn thận. Đó chính là sự gớm ghiếc mà Chúa gớm. Chúng ta yêu quý những người hầu về Chúa, chúng ta yêu quý những anh chị em, những tôi tớ Chúa được đầy ơn. Và nếu một tôi tớ Chúa được dấy lên được đầy ơn, tôi càng mừng. Tại vì sao? Mỗi một người được ơn đó là cái ơn đó để hoạt động trong lĩnh vực đó. Tay phải nó có cái khả năng của tay phải, tay trái có khả năng của tay trái, bàn chân có cái khả năng của bàn chân. Chúng ta nói thôi, bàn chân xấu lắm, dơ lắm, đạp đất, nhưng không có bằng chân chúng ta có đi được không? Không bằng chân chúng ta nâng được cả cơ thể này không? Cho nên Phaolô nói cái chỗ nào mà hèn ngã thì càng phải tôn trọng hơn. Trong cơ thể của mình chúng ta cần phải tôn trọng cái đôi chân của mình. Bao nhiêu người đã từng bị đạp gai rồi mà chúng ta cảm thấy rất là đau đớn, và chúng ta tức vì cớ rằng là mình không thể đi được không? Bởi vì cái chân của mình bị tổn thương. Đối với tôi, tình yêu của Chúa rất là lớn trên đời sống chúng ta. Chúng ta đến thờ phượng Chúa để chúng ta biết ơn Chúa. Tôi thấy có rất nhiều người họ tin Chúa, chúng ta làm chứng họ tin Chúa, gây dựng họ tin Chúa. Nhưng đến khi họ trưởng thành thì họ nói ô, cái hội thánh kia giàu hơn, hội thánh kia tốt hơn, cái ông mục sư kia có quyền năng hơn. Rồi bắt đầu họ đi. Không sao hết. Tại sao? Tất cả đều vào trong kho của Chúa hết trơn à, không đi đâu khỏi hết trơn á. Amen. Nhưng mà chúng ta có với nhau, chúng ta ở cùng nhau, chúng ta gặp gỡ nhau. Để chỉ vậy, để chúng ta cùng có sự thông công, sự chăm sóc và sự gây dựng với nhau trong thân thể của Chúa. Cho nên xin mời cho em một lần nữa, không thần tượng con người. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta sự tôn
tôn trọng và yêu thương. Amen. Dạ. Và chúng ta cũng đừng trở thành một người lãnh đạo rồi chúng ta nó cấm đoán này kia rồi đủ thứ, không được. Chúng ta không có cấm đoán ngài trong thân thể của Chúa, chúng ta không có cấm đoán ngài hết, mà chúng ta gây dựng để kêu gọi anh em cùng đến để thờ phượng Đức Trời. Một chủ nhật chúng ta có 2-3 tiếng đồng hồ để cho thờ phượng Chúa thôi, anh em dành thời gian để thờ phượng Chúa thông cộng với nhau trong chùa. Sự gấm ghiếc thứ hai mà chúng ta thấy, xin lỗi, tôi muốn bà xem thêm một phần kinh thánh này ở trong sách ECGN. ECGN đoạn 14 từ câu 1 đến câu 5. Đoạn 14 từ câu 1 đến câu 5. Một vài trưởng lão kia của Israel đến cùng ta ngồi trước mặt ta. Bây giờ có lời Đức Chúa phán cho ta như vậy: hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho pháp phạm. Vậy ta há để cho chúng nó cầu hỏi ta một chút nào sao? Cho nên hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng Chúa Giê-hô-va phán như vậy: hễ người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho pháp phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri thì ta Đức Giê-hô-va chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, hầu cho ta bắt được nhà Israel trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta. Thần tượng có hai loại, một là hình tượng để bên ngoài, chúng ta có thể rờ chạm được, chúng ta có thể đập bỏ được, chúng ta có thể quăng nó vô thùng rác được. Nhưng một loại thứ hai gọi là thần tượng ở bên trong, thì chúng ta không đập nó như là cái tượng bên ngoài được. Và theo anh chị em, giữa cái hình tượng bên ngoài và cái thần tượng bên trong thì cái nào kinh khủng hơn ạ? Hình tượng bên ngoài nhìn thấy, nhưng thần tượng bên trong có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Nó nguy hiểm vô cùng, phải không? Bất cứ chúng ta tôn sùng ai hơn Đức Chúa Trời thì đó là thần tượng của chúng ta. Bất cứ chúng ta coi trọng cái điều gì hơn Chúa, hơn lời của Chúa. Chúa nói nếu các người mà coi con trai, con gái, chồng hay là vợ hay là cha mẹ mà hơn ta thì cũng không xứng đáng cho ta. Chúng ta yêu cha mẹ mình, hiếu kính cha mẹ mình, nhưng mà Chúa dạy chúng ta là gì? Chúng ta chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi, là đấng tạo hóa. Tại sao người tin lành không có thờ cha mẹ? Lúc mà cha mẹ còn sống, hãy chăm sóc, hãy cho ăn, hãy yêu thương, quan tâm, nâng đỡ, hiếu kính, bố thí, xin lỗi, dâng hiến. Bây giờ cầm tiền nè, mà chúng ta cầm lên, ba ơi, mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ đã nuôi sống con. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của con biết ơn ba mẹ. Con xin biếu ba mẹ số tiền này để tiêu xài, được không? Tôi thấy ngộ, ngày hôm nay ngày sinh nhật của con thì cha mẹ cũng phải cho tiền cho con nữa, cổ nha. Đẻ nó ra rồi, chăm sóc nuôi lớn lên, bây giờ làm có tiền, ngày sinh nhật nó làm tiệc tùng xong, cha mẹ phải cho tiền nó nữa. Cha mẹ già lấy gì có tiền, làm gì cho nó được. Vừa rồi tôi cũng thử để xin việc làm, để làm thêm. Nói hỏi thầy năm nay vô tuổi rồi, tôi nói tôi năm 2 tuổi rồi. Thôi hết thầy, hết sinh nhật rồi. Tôi định kiếm chiếc xe để mà chạy xe giống như Vũ với lại Nam. Hỏi thầy nhiêu tuổi rồi, năm 2 tuổi. Hết nhận rồi, bị đào thải rồi. Nói giờ làm sao? Giờ là nếu mà chạy xe công nghệ như vậy thì có tiền. Tôi thiệt, nếu mà tôi chạy chắc tôi cũng làm nhiều tiền à. Không phải giỡn à, tôi cũng siêng năng lắm. Đường thành phố tôi cũng rành nữa. Nhưng mà bây giờ mới lớn tuổi thì sao mà làm để có tiền? Cho nên mong rằng là tới ngày sinh nhật của con á, các con á, thì các con nhớ cho tiền ba mẹ. Đó mới là hiếu kính. Đồng ý không ạ? Dạ, thay đổi lại, dạ, thay đổi lại, được không ạ? Ví dụ như ngày sinh nhật của Bình An đi, thì Bình An sẽ tặng quà cho mẹ, được không ạ? Gật đầu lia lịa kìa chị Chính ạ. Thế nên con cảm ơn mẹ vì mẹ đã nuôi sống con, mẹ đã chăm sóc con từ nhỏ, bây giờ con làm có tiền rồi. Ngày sinh nhật của con biết ơn mẹ. Wow, cả thế giới vui mừng luôn. Dạ, chúng ta thay đổi cái này nha, thay đổi cái này nha. Còn tất nhiên những đứa trẻ nhỏ thì nó đâu có khả năng làm có tiền đâu. Thì tất nhiên người lớn chúng ta cho nó giống như là một cái niềm vui để cho các cháu được khích lệ vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái thần tượng ở trong lòng đó. Tại sao chúng ta không có thờ cha thờ mẹ mà chúng ta tôn kính cha mẹ, hiếu kính cha mẹ của mình? Bởi vì cha mẹ không có ăn được, chết rồi không có ăn được đâu. Lúc còn sống chúng ta hãy cho tiền bạc, cho sẽ chăm sóc qua những cái vật thực phẩm, sữa sùng hay là cái gì đó để cho cha mẹ của chúng ta để sống.
Đừng đến khi cha mẹ không còn ăn được nữa, rồi lúc bây giờ chúng ta đem một đống ngoài đó, chúng ta nói là ăn đi, ráng ăn đi. À, không được. Cho nên chúng ta không có thần tượng cha mẹ. Amen chị em. Chúng ta hiếu kính cha mẹ. Rồi, như vậy thì chúng ta tránh cái tình trạng là thần tượng bất cứ một cái gì của cái gì mà ngoài Chúa. Chúng ta không được thần tượng nào. Và Chúa mà chúng ta đang thờ phượng đó là đấng hay ghen tương. Rồi bây giờ chúng ta đến cái điều thứ hai của cái phần 2, dấu hiệu khi thần tế phần 2. Đó là sự hoạn nạn sẽ đến trên dân Israel. Trở lại Matthew đoạn 24 từ câu 16 cho đến câu số 22. Đây là nói về cái phần hoạn nạn dành cho Israel. Tôi xin đọc nhanh cái phần này. Thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trên mái nhà đừng xuống chiên của cải mình trong nhà, và ai ở ngoài ruộng đừng trở về lấy áo mình, đang lúc đó khốn khó thay cho đàn bà có mang và đàn bà cho con bú. Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhầm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát, vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt thì chẳng có một người nào được cứu. Xong, vì cớ các ngươi được chọn thì những ngày ấy sẽ giảm bớt. Chúng ta lưu ý ở phần trên từ câu 16 cho đến câu số 20 đó. Đó là nói về cái hoàn cảnh xảy ra trong cái thời điểm của đại nạn. Không phải xảy ra cho hội thánh nha, mà xảy ra cho dân Israel ở trong cái mảnh đất của Israel, chứ không phải xảy ra trong hội thánh. Nhưng những gì xảy ra trong Israel nó cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới. Bởi vì đó thì tiếng còi chung cuộc. Chúng ta xem câu 21 lại một lần nữa. Vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không có nữa. Đây gọi là đại nạn. Đại nạn này được nói ở trong sách Khải Huyền. Ở trong Khải Huyền có hai cái cuộc chiến lớn. Một cái cuộc chiến ở trong Khải Huyền đoạn 16. Đây gọi là cái cuộc chiến hạt Magedon. Từ câu 12, vị thiên sứ thứ 6 trút bát xuống sông Ebrat, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ phương đông đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên đất khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Câu 15, kìa ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ áo sống mình, đặng khỏi đi lõ lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là hạt mà ghê đồn. Đây là một trận chiến lớn, hạt mà ghê đồn. Cái trận chiến này nó xảy ra và đến nỗi máu của người những chiến binh nó cao đến cái khớp của con ngựa, cái chân con ngựa. Và cái quãng đường của nó dài khoảng 1.600 dặm, có nghĩa là hơn 2.000 cây số. 1.600 dặm nó cần gần 3.000 cây số. Mà máu đó đã lên mắt cá ngựa. Tại vì tất cả các vua phương Đông, một đạo quân 200 triệu sẽ đến và đánh dân Israel. Đó, cho nên chúng ta thấy đây là một cái trận chiến rất lớn. Tại gọi rõ đó là ở cái sông Euphrates, và cái sông đó bị khô. Anh chị biết hiện nay cái sông này nó đang khô và người ta có thể đi bộ được. Trước đây dòng sông này không thể đi bộ được mà đi thuyền. Nhưng bây giờ dòng sông này nó khô đến nỗi là người ta có thể đi bộ được. Và đó là gì? Cái dòng sông này khi nó cạn như vậy là nó chuẩn bị để dọn đường cho đạo quân ở từ phương Bắc đổ xuống để đánh dân Israel. Đây là cái trận chiến. Trận chiến này xảy ra để kết thúc cái đại nạn. Và Chúa dùng đại quyền đại binh của Ngài cùng hội thánh của Ngài xuống để tiêu diệt cái đạo quân này, và con rồng nhốt nó 1.000 năm ở trong hồ gọi là gì? Bức sâu không đáy ở trong Khải Huyền đoạn 20. Như vậy, trở lại ở trong Matthew thì nó là cái hoạn nạn này từ khi có trời đất cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy, mà sau này cũng không có. Và có một cái trận chiến thứ hai, đó là cái trận chiến cuối cùng ở trong Khải Huyền chương 20 từ câu 7 cho đến câu số 10. Khải Huyền 20 câu 7 đến câu 10. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình, đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gốt và Magốt. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát trên bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống tiêu diệt chúng nó, còn ma quỷ là kẻ đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm,
trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi, chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đây là một cái trận chiến thứ hai, mà trận chiến này nó xảy ra sau 1000 năm bình an. Sau 1000 năm bình an. Vậy ông bà chị em có nghĩ rằng là ngày nào Chúa sẽ đón hội thánh của mình lên? Và Chúa sẽ đón ai đi, và ai được đi trước, và ai ở lại trải qua đại nạn? Dạ, người tin kính Chúa và vâng lời Chúa sẽ được Chúa đón đi. Chúng nhất nhớ câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh không? Trong Matthew đoạn 25 thì 10 người nữ đồng trinh này tất cả đều đồng trinh và họ đều có đèn, mà trong đèn có dầu. Nhưng mà có 10 người khôn và người dại, 5 người khôn và 5 người dại. 5 người khôn lại đem dầu theo trong cái bình của mình nữa. Tức là chó trong bình rồi, có đèn, có dầu trong bình rồi. Và người dại cũng có dầu ở trong bình rồi. Nhưng mà người khôn lại đem theo bình dầu, gọi là bình dầu xe cua. Chàng rể đến trễ, cho nên các nàng đều ngủ gục. Cho đến khi người ta nói là chàng rể đến, thì lúc bây giờ đèn của cái người mà khôn á, nó vẫn còn cháy, là tại vì nó còn dầu nó châm vào. Còn cái người nữ đồng trinh mà dại đó, không đem dầu theo đó, thì bây giờ cái đèn tắt. Và những người có đèn thì mới được đi vào trong tiệc cưới. Còn người không có đèn thì sao? Ở lại. Làm sao để có đèn? Làm sao có ánh sáng? Có dầu, có sự chuẩn bị, có đời sống tinh kính, có đời sống vâng phục Chúa. Amen chị em. Yeah. Cho nên Chúa rất là công bình. Cho nên ai thích chơi cứ chơi đi. Ai muốn gọi là chiều theo xác thịt thì cứ chiều đi. Nó sống cả. Anh chị em cũng được vào trong đất mới, nhưng mà anh em không được vào trong Jerusalem mới. Chúng ta ở ngoài thành. Giờ muốn vào, muốn ngoài hay muốn trong? Muốn trong thì có vâng phục thôi. Amen chị em. Dạ. Và Chúa nói ở trong Luca thì sao? Đoạn 21. Hai người ngủ chung một giường. Một người thì được đem đi, một người thì bị để lại. Cho nên khi đang nằm ngủ thì quay lại gần các, ủa vợ mình đâu có tiêu rồi. Bên đây ủa chồng mình đâu có tiêu rồi, mình còn lại. Thậm chí còn thức dậy mừng quá, tạ ơn Chúa mình còn sống. Hai người cùng say cối, một người được đem đi, một người bị để lại. Hai người đang làm ngoài ruộng, cày ngoài ruộng, một người được đem đi, một người bị để lại. Nó không phải là tỷ lệ 50-50, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng là sẽ có người được đem đi trước, mà có người bị để lại. Và bị để lại đó, họ phải trải qua đại nạn. Nếu họ trải qua đại nạn mà họ vẫn trung tín yêu bên Chúa, và nếu họ có chết trong đại nạn thì họ cũng được sống lại để cùng cai trị với Chúa nữa. Giống như là 144.000 người của Israel, trong 12 y chi phái Israel sẽ được sống lại. Hoặc là họ trả giá trong thời gian đó, họ trải qua đại nạn nhưng họ còn sống. Và chúng ta thấy kết thúc đại nạn thì nó mở ra một cái chương mới, là 1000 năm bình an. 1000 năm bình an đó, Chúa Giê-xu là đấng cai trị trên đất này. Ai thích ở 1000 năm bình an dưới đất này? Cho nên Phao-lô nói gì? Chúng ta không sung sướng bằng cái người đã lên trước rồi. Chị Phượng lên trước rồi, chị Phượng sướng. Không còn phải đau khổ, bởi vì đã nắm chắc sự cứu rỗi. Cho nên có 3 cái cách lên. Một là lên sớm, 2 là lên đúng kỳ, 3 là lên sau. Nhưng mà chị em muốn lên cái nào? Giống như Eli lên sớm, phải không? Nhưng mà có người thì gọi là Chúa nói là chết kỳ trước kỳ định, nhưng cũng có người là đúng kỳ. Và có người thì bị để lại lên sau. Chúng ta qua điều thứ 3. À xin lỗi, điều thứ 2 của cái phần 2 này. Chúng ta xem cái khoảng nạn này, nó là từ khi dựng nên trời đất mới có. Nhưng mà cái những ngày này sẽ được giảm bớt. Đây, chúng ta đây là một cái tin vui ha. Những người này được giảm bớt, cái ngày hoạn nạn được giảm bớt là do gì? Do có những người được chọn trong Israel. 144.000 người được chọn của Israel. Cho nên những cái ngày hoạn nạn tại Israel đó được giảm bớt. Được giảm bớt. Ngày hôm nay cũng vậy, tôi và anh chị em là sự sáng của thế gian. Đôi khi có người công chính của Chúa ở tại khu vực nào đó, Chúa vẫn để ý và Chúa nói rằng nếu như tại đó có 50 người công bình, ta sẽ không hủy diệt. Anh chị em còn nhớ cái lời cầu nguyện đó của ai không ạ? Của Abraham. Sau đó ông trả giá, Chúa ơi nếu như thiếu 5 người còn 45 thì sao? Chúa nói nếu có 45 người công bình, ta cũng không hủy diệt Sodom Gomorrah. Ông nghĩ chút nữa, ông nói nếu như mất 5 người, thiếu 5 người nữa, còn 40 người thì sao? Ta cũng không hủy diệt nếu có 40 người công bình. Cái ông nghĩ ngồi chắc còn 30. Hồi nếu dở như có 30 người thì sao Chúa? Ta cũng không hủy diệt. Dạ Chúa nếu còn 20 người thì sao Chúa? Cũng không hủy diệt luôn.
Ông nhẩm nhẩm, bây giờ lần cuối cùng tôi cả gan thưa với Chúa rằng nếu thiếu đi 10 người còn chỉ có 10 người công bình tại thành phố Sodom và Gomorrah này thì Chúa có quỷ diệt không? Tao cũng không quỷ diệt luôn. Nhưng mà cuối cùng thì Sodom và Gomorrah có bị quỷ diệt không? Tại sao vậy? Phải thiếu. Có ông Lót hai đứa con, hai đứa con gái, có hai thằng rể, nhưng mà khi ông già vợ cảnh báo thì thằng rể nó tạo tưởng già vợ nói chơi. Còn bà vợ của ông Lót đi ra cùng với ông, nhưng mà đang đi thì sao? Tiếc. Tiếc cái Sodom và Gomorrah, tiếc cái thế gian này. Tiếc mình chưa có ăn dưa hành củ kiệu hết. Trước tiếc vì có lần mình nó còn nhiều loại bia mình uống chưa đủ, mình phải uống thêm nữa. Đúng là phải Heineken rồi thay rơ rồi này kia, mình chưa có uống đủ. Rồi bắt đầu làm gì? Quay lại nó và hóa thành tường muối. Những ngày này sự kiện xảy ra tại Israel, gần như tất cả các hội thánh trên toàn thế giới đều giảng về cái điều này. Chỉ vậy anh chị em, nếu như cái sự kiện của Israel đang xảy ra mà chúng ta không nói về nó, có phải chúng ta đang thiếu sót không? Nói để chi vậy? Nói để tỉnh thức tôi và quý ông bà chị em. Bởi vì đôi lúc hôm nay chúng ta nhớ, nhưng có thể là qua năm tháng sau chúng ta lại quên mất, bởi vì chúng ta quá nhiều cái điều chi phối. Cho nên chúng ta cần nhắc cho nhau nhớ rằng là gì? Ngày của Chúa gần lắm rồi. Ai còn đang nặng nề, còn buồn, còn giận người nào, tha thứ đi. Tha chưa? Hết chưa? Nhìn mặt người đó cười được chưa? Ôm được chưa? Còn cái gì mà nó vướng á? Dạ, cái gì vướng đó, vứt hết đi. Tại vì Phaolô nói là gì? Những cái điều mà bây giờ nó không đáng so sánh với những hậu đến. Chúng ta chỉ nếm được có một chút về quyền năng của Chúa thôi, về sự chữa lành và giải cứu thôi. Chúng ta chưa có nếm được hết cả thiên đàng đâu. Ngay cả sự bình an mà tôn bà cho em có khi chúng ta tin nhận Chúa đã là một điều kỳ diệu lắm rồi. Không có gì mua được đâu. Sự vui mừng không có gì mua được đâu. Sự đắc thắng ma quỷ không có gì mua được đâu. Tiền không mua được. Cảm ơn Chúa. Và rồi khi em cầu nguyện, cô Hồng Im ở đây đứng lên làm chứng. Cảm ơn Chúa, bữa nay Chúa cho em thắng rồi. Tôi mừng, chúc mừng về chị em tôi thắng. Mỗi người đều có một trận chiến, mỗi người đều có một đường đua. Nhưng chúng ta phải cố gắng, chúng ta thúc đẩy anh em mình, hỗ trợ anh em mình, cầu thay cho anh em mình, để anh em mình chiến thắng mình cũng vui luôn nè. Amen chị em. Trong hội thánh nếu mà vợ chồng của ai đó mà giận nhau, tôi với vợ tôi rầu muốn thúi ruột luôn á. Nói thiệt đó, hai chồng tôi cứ cầu nguyện cho những cái cặp đôi nghe nó trục chặt gì chút xíu là bắt đầu chúng tôi cầu nguyện rồi, để chi cho nó dính lại với nhau. Tôi cũng khích lệ anh chị em, chúng ta nên dành thời gian trọn vẹn cho Chúa, thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật đi. Đi sớm hơn một chút, kệ nó, bán thêm 20 ký cam hay 100 ký cam cũng sao chứ, đừng có quan tâm. Amen Phước. Hai vợ chồng sáng thức dậy đừng có lo bán cái gì hết trơn á. Đó, tắm rửa này kia rồi chơi với các con để cùng nhau đi thờ phượng Đức Chúa Trời, nó tuyệt vời lắm. Có thể ngày trước tôi không có ở tại nơi nhóm lại đâu, tận ở dưới Thanh Đa, vợ chồng chúng tôi là đi thờ phượng Chúa, mà chuẩn bị chu đáo lắm, sớm rồi đi đến sớm và hớn hở chở con đi thờ phượng Chúa. Cho nên xin Chúa cho để rồi những ngày này chúng ta thấy cái ngày hoạn nạn lớn nó chưa đến, nhưng mà Chúa ngày cho chúng ta nhìn thấy được có cái dấu hiệu, cho nên chúng ta cần phải tỉnh thức vào những dấu hiệu đó. Xin Chúa cho để rồi tôi và chị em sẽ có sự trung tín và càng yêu mến Chúa càng hơn. Amen chị em. Yeah. Rồi chúng ta thấy cái hoạn nạn, trong giai đoạn hoạn nạn thì có những rít giả là tiên tri giả dấy lên làm những dấu lớn phép lạ, và nó có thể dỗ dành ngay người được chọn. Đây, mới đây có một cái anh này trên nickname ở trên Facebook tên là Hoàng Lê, chữ Hoàng viết Khoa, chữ Lê viết Thường. Hội thánh của chúng ta kết bạn, cả 100 người kết bạn với người đó. Người đó nói rằng là hiện nay tất cả đều sai hết, chỉ có anh đó là đúng nhất thôi. Chê hết, chỗ nào cũng chê hết. Hình như vợ tôi cũng có kết bạn nữa. Tại vì sao? Nhiều khi chúng ta thấy là có tin Chúa, yêu mến Chúa, thấy với giảng là Chúa, nhưng mà không, cái giáo lý của họ, khi bắt đầu họ liên lạc riêng á, thì cái anh chàng đó liên lạc với lại cô Nhung tiếng Anh á. Cô Nhung nó chụp cái màn hình gửi cho tôi: thầy ơi, thầy biết cái người này không? Tôi nói biết. Người này sao? Bắt đầu đưa những tin nhắn và chê hết nhà thờ truyền thống, rồi cái gì đó tư gia, nó là tư gia,
những người đi theo ân tứ còn đi sai kinh thánh còn hơn nữa. Nói như vậy. Và tôi nói đó là cái linh kiêu ngạo. Rồi bắt đầu nó dỗ dành ai, nó không đi ra truyền giáo. Tà giáo nó có một cái cách của nó, anh chị em để ý, nó không có đi truyền giáo. Nó không có đi ra tìm kiếm người chưa tin Chúa. Mà tôi toàn là tìm người tin Chúa rồi. Họ gặp cái này, chúng ta trao đổi với nhau về giáo lý nha. Tôi muốn học lẽ thật lắm. No, 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 no. Mấy người kết bạn với tôi, mục sư ơi, biết mục sư được ơn của Chúa, chúng ta trao đổi với nhau về giáo lý nha. Tôi nói, ủa trao đổi gì vậy? Sao không đi ra để trao đổi với, giảng cho người chưa tin Chúa? Tôi là người mục sư, tôi đã đi hầu vì Chúa. Tôi có thời gian cho cái vụ trao đổi giáo lý này. Tôi nói thẳng như vậy. Không có thời gian nữa với họ. Và tôi nói với chị em, nhiều khi con cái Chúa cứ gửi câu gốc, gửi bài giảng, gửi cho tôi. Mình không phải là mình không cần câu đó. Nhưng mà gửi giống như là gì? Tôi là người có lời Chúa đó, tôi gửi cho người khác. Trong khi tôi là người đọc lời Chúa mỗi ngày, rồi tôi đi giảng lời Chúa mỗi ngày. Gửi, mục sư nghe giùm coi cái này có tà giáo không vậy mục sư? Tôi nói chàng ơi, đã học lời Chúa mình học lẽ thật rồi, cần nên học được biết là sử dụng, làm sao cầm cái tờ đô la lên biết là đô la nó thật hay giả. Chứ đừng có đi học đô la giả. Vì học đô la giả một lúc chúng ta bị tẩu quả nhập ma luôn. Không biết đô la nào thật đô la giả. Cho nên chỉ cần học đô la thật thôi. Được không anh chị em? Học cái điều thật. Điều thật tại sao chúng ta biết điều thật? Đơn giản lắm. Văn đoạn 8 câu 32 đó là câu chìa khóa để chúng ta biết thế nào là lẽ thật. Mặc dù người ta vẫn cầm kinh thánh để giảng, nhưng mà chúng ta nghe để xem coi lẽ thật đó có giải phóng chúng ta được tự do hay không. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cho nên khi nào anh chị em học cái điều gì đó trong lời Chúa, các lời Chúa giảng mà lòng chúng ta vui mừng, chúng ta được tự do khỏi tội lỗi, chúng ta không thích tội lỗi nữa mà chúng ta yêu mến lời Đức Trời, chúng ta tha thứ để chúng ta được tự do, chúng ta không còn hận thù ghen ghét anh em mình nữa, chúng ta gây dựng thăm viếng chăm sóc anh em mình, chúng ta quan tâm đến nước của Đức Trời, quan tâm đến những anh chị em của chúng ta, thì chúng ta biết đó là người đang học lẽ thật. Còn đi lời rỉ tai, gặp vợ chồng ta mới có xung đột một chút, chàng ơi, chồng của em vậy đó hả? Nhìn cái mặt thì sáng sủa lắm mà tại sao là ăn nói như vậy? Thôi, chồng em chăm sóc em không được, để anh chăm sóc cho. Lẽ gì vậy? Lẽ giả hay lẽ thật? Lúc đó thì sao? Làm gì? Dính luôn à? Nghe rung 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 hết rồi. Lúc đó, nhân danh Chúa Giêsu lui một phát cho nó văng ra ngoài luôn. Lúc đó nghe cái tự nhiên rung rồi quên mất luôn à, phải không? Dạ. Tôi chỉ ví dụ một cái ví dụ vui như vậy, nhưng mà anh chị em biết lẽ thật là để giải phóng người ta, giải phóng ra khỏi sự cầm buộc của ma quỷ, giải phóng ra khỏi sự cầm buộc của tội lỗi, giải phóng ra khỏi sự yếu đuối, giải phóng ra khỏi sự hận thù ghen ghét, giải phóng ra những cái sự đam mê tội lỗi mà bước đi trong lẽ thật. Thì người ta biết đó là lẽ thật, chứ không phải ai cầm cung thánh cũng nói lẽ thật hết trơn. Vui lòng anh chị em nào đang kết bạn với cái anh tên là Hoàng Lê, viết không có gì giấu, người nhìn đẹp lắm, sáng sủa lắm, nhưng mà chê hết, không có ông nào đúng hết. Rồi tôi cũng có quen một cái anh này bên nhà thờ truyền thống, anh phân tích nhiều câu rất là hay, anh giảng rất là hay. Cuối cùng anh chê hết các mục sư của thánh của anh, mặc dù ở trên mục sư đang giảng, ở dưới ông ghi cái điều mục sư giảng sai chỗ này, mục sư giảng sai chỗ kia, mà anh chưa học cho thằng Ngọc nào hết. Sau đó tôi unfan luôn cho nó xong, tại vì nó dơ cái tường của mình, nó dơ cái nhà của mình. Tôi nói thật anh chị em, tại sao follow dạy như thế này? Chúng ta đừng có cái bằng gì bạn bè xấu thì làm hư thôi nó tốt, mà chúng ta không có giao kết với họ. Nếu cái người mà có những cái lối sống đó, chúng ta không có giao kết thì là không có thân thiện với họ. Chúng ta là người làm chứng để ảnh hưởng họ, để họ thay đổi, chứ chúng ta không có làm bạn với người mà hay ngồi lê đôi mắt, ngồi lại bắt đầu nói ai cũng xấu thì có mình đúng. Thì tốt nhất lấy câu chuyện khác để chúng ta không có mất thời gian. Có nhiều người nói, ủa tại sao tôi không có đi ra ngoài tôi chơi gì, không có thời gian để chơi. Nếu tôi không có việc, không có làm, tôi làm hoặc mệt thì tôi nghỉ ngơi, soạn bài này kia, khi mà tôi đã mệt thì tôi nằm nghỉ ngơi. Hoặc là tôi thà tôi ngồi chơi với vợ, với các con, nói chuyện, uống cà phê với các con, ngồi nói chuyện với nhau, thông công gây dựng với nhau. Tôi thấy nó còn quý hơn để mà mình đi ngồi lên đôi mắt. Nhưng chúng ta ngồi
Tới đó mà chúng ta muốn có cái động, có một cái mục đích rõ ràng, đó là làm chứng cho người ta tin Chúa nên ngồi, hoặc là thăm viếng để gây dựng cái người đó để người đó được mạnh mẽ trở lại nên ngồi. Hãy dành thời gian một cách có ích lợi nhất. Amen chị em. Giờ nào chạy xe thì cứ chạy, thu tiền xong đời nào dành thời gian cho Chúa, ngóc điện thoại ra đọc kinh thánh, nghiên cứu một câu kinh thánh, học thuộc một câu kinh thánh là nó quý còn hơn là những cái thứ khác. Xin Chúa cho để tôi và anh chị em chúng ta đặt cái giá trị ưu tiên, để chúng ta biết được sau này chính chúng ta biết được thế nào là tiên tri giả, thế nào là rít giả. Đừng thấy dấu lạ mà nói là rít hay là tiên tri. Chúng ta lưu ý chỗ này, cái dấu lạ đó dẫn người ta đến cái gì thì chúng ta biết đó là người của Chúa hay là người không phải của Chúa. Anh em có muốn biết cái câu kinh thánh đó không? Chúng ta xem Phục Truyền 13. Phục Truyền 13 câu 1 cho đến câu 3. Có thể chiếu qua cái bảng hiệu đính để đọc dễ hiểu hơn chỗ này một chút. Rồi xin đọc. Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng, và người ấy bảo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép màu, nếu dấu lạ hoặc phép màu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nó bảo chúng ta hãy đi theo và hầu thờ lại các thần khác là các thần mà anh em không hề biết, thì chớ nên nghe theo lời nhà tiên tri hay là kẻ đoán mộng ấy. Vì Jehova Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Jehova Đức Chúa Trời của anh em chăng. Nó làm dấu lạ, nhưng mà nhớ cái vế thứ hai kèm theo là đừng có thờ phượng Chúa nữa, mà đi theo thờ thần này thần kia thần nọ, thì chúng ta biết đó là gì? Tiên tri giả. Được chưa? Đừng nhìn phép lạ mà nhìn phía sau đó thờ ai. Anh em nói đây, mới đây xuất hiện một cái ông tên là Trung. Trung hay là Tuấn gì đó, đuổi quỷ mà thờ Phật mà đuổi quỷ. Nếu chúng ta không có lẽ thật của Chúa, chúng ta ngạc nhiên luôn. Ông đi tới là mấy người sợ. Rồi cuối cùng mày thấy tao mày sợ rồi phải không? Bây giờ mày phải ra khỏi người này. Rồi cũng kêu công bố giống y như chúng ta hướng dẫn người khác công bố y chang. Anh em nhớ là nó làm giả là giống hết luôn. Danh Phật pháp. Và cuối cùng là gì? Kêu cái con quỷ nằm trong đó đó, bây giờ hứa đi, đi tu nha. Đi tu đi. Hứa, đi tu đi. Người ta tha cho. Đi về cái núi đó đó, về tu đi. Theo anh chị em, cái người mà bị tà linh đó có ra khỏi, tà linh có ra khỏi không? Không. Nó vô còn lớn hơn. Tôi đảm bảo bước vào trong hội thánh của Chúa té cái rầm liền đó. Nó cảm thấy giống như là chúng ta thấy cảm thấy yên tâm, cảm thấy được thấy ô rồi tỉnh rồi đó. Nhưng không, một con lớn hơn đang ở trong đó. Mấy con kia đi hết rồi, mấy con kia đi tu hết rồi. Cho đến khi mà cái người đó mà đọc kinh thánh, thờ phượng Đức Trời, ca ngợi Chúa mà không bị cản trở rồi đó, chúng ta mới biết người đó được tự do. Đó là cái dấu hiệu test cho chúng ta biết rằng là cái người đó có thuộc về Chúa hay không. Đừng nhìn dấu lạ. Trong Chúa có dấu lạ. Trong Chúa có giải cứu, trong Chúa có chữa lành. Nhưng mà chúng ta chạy theo Chúa hay là chúng ta chạy theo dấu hiệu ạ? Chạy theo Chúa, chứ không phải chạy theo dấu hiệu. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận ra được điều này anh chị em. Hãy nhớ nha, đừng có theo nó. Chúng ta trở lại câu hai lần nữa đi ạ. Nếu dấu lạ và phép màu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nói rằng chúng ta hãy theo và thờ lại các thần khác là các thần anh em không hề biết, thì đừng có đi theo đó. Bởi vì đó là gì? Nó thì chỉ giả. Biết giả. Tôi thấy có mấy người cầu nguyện tiếng lại, ta là Đức Giê-hô-va đây, ta là Giê-xu đây. Tôi là tôi gõ cái đầu một cái nữa. Mày là Giê-xu thì Giê-xu ta đang thờ phượng là ở đâu? Có người mà đứng thương mình là Chúa? Có. Tất cả các tiên tri của Chúa đều nói như thế nào? Có lời của Chúa phán.
Không bao giờ nói ta là Đức Giê-hô-va này. Hồi trước tôi có quen một cái người chị em này, và chị em này làm giống đến nỗi là các ông mục sư cũng rối trí luôn, không biết là đúng hay là sai nữa, tại vì nói tiên tri đúng quá. Cái người này lăn trên đất, xong cái ngồi bất dậy, giơ tay lên, ta là Đức Giê-hô-va này, hỏi các con hãy nghe đây, và nói tiên tri Trung Quốc luôn, nói chính xác luôn, nói luôn trong thủ quỹ đó mượn tiền của hội thánh để mà xài việc riêng. Ông đó run quá quỳ xuống, chúng ta lỗi cho con, ta lỗi cho con. Ông mục sư quản nhiệm nói, ông á, chỉ mặt ông mục sư quản nhiệm, ông á thế này thế kia, ông run quá, ôi Chúa tha lỗi cho con, tha lỗi cho con. Nhưng nó đang tố cáo, ông không biết. Chúng tôi đang đứng ở ngoài, chúng tôi nhìn, tôi quan sát, tự nhiên Chúa nói với tôi, không phải là sự vận hành của ta. Thôi sao kỳ với Chúa, tiên tri đúng lắm á. Có gì đâu giống như thầy bói vậy. Chú nói con để ý đi, con nhìn đi. Cô này mặc bộ đồ lăng lóc, xin lỗi, lộ nội y luôn. Chú Thánh Linh có làm vậy không ạ? Mà ngay cả đưa lên, ta là Đức Giê-hô-va này, các con hãy nghe đây, quỳ xuống nghe ta phán. Mọi người rung hết, quỳ rồi móp xuống hết. Ủa, vậy chứ khi mình tin Chúa, Thánh Linh ở đâu? Nếu Thánh Linh mà phán cái người đó, phán và phán cho người đó thì phải phán của chúng ta. Anh xem nhớ điều đó. Có mới là một cái anh chàng kia đẹp trai như là cỡ Trần Mạnh Hùng vậy đó. Chỉ là gặp cái cô gái kia, chú phán với anh, em là vợ của anh. Ôi cô kia run rẩy hết. Đi qua hội thánh khác, tại vì cũng giỏi về media cho nên đi qua hội thánh khác để giúp đỡ. Phải không Hùng? Lại thấy cái cô kia đẹp hơn cái cô mà bữa hổm mình nói chú phán. Chạy qua, chú phán với anh, em là vợ của anh. Ô cô kia cũng rung lẩy bẩy luôn, mừng quá. Rồi lại đi qua một thánh khác to hơn, cô này đẹp hơn nữa. Và người ta đã rỉ tai với nhau rằng cái anh này đi đến đâu cũng nói là chú phán là vợ hết trơn á. Thế là đi đến gặp một cái cô kia rất là dễ thương. Ô sao chú phán, em là vợ của anh. Cái cô kia nói, nhưng mà chú cũng phán với em, anh không phải là chồng của em. Em nhớ chú phán với cọt nay thì chú phải phán với TR. Nó phải có một hiệp nhất. Tôi thấy có nhiều người lại nói với tôi, chú phán là mục sư phải thế này thế kia. Tôi nói, ủa sao tôi không nghe? Tôi không nghe chú nói với tôi. Tại đôi khi có những điều mà chú nói với mình mà chú dùng một người khác để ứng chứng, 100% là đúng. Nhưng mà nếu mà chú không có nói với mình, chú không có kiểu là bắt người khác phải nói với mình đâu. Cho nên là chúng ta phải thấy là tại vì tất cả chúng ta đều có Thánh Linh ấn chứng trong lòng của chúng ta. Nếu một ai đó nói một lời tiên tri, chúng ta lắng nghe bên trong lòng của mình có cái tiếng nói đó không? Có bình an không? Bình an là dấu hiệu. Không bình an, nhận danh Chúa Giê-xu, chối bỏ cái lời đó. Để chi nó không trở thành một cái hạt giống để gieo ở trong tâm trí của chúng ta được. Cho nên những người cầu nguyện cho tôi rất là vui vì có nhiều người cầu nguyện cho tôi. Nhưng mà nhiều khi Chúa phán cho tôi cần sự xác chứng của anh em, vì tôi biết đó chính là 100% đó là Chúa. Nhưng cũng có những lúc là gọi là nhân linh của mình nữa. Nó gọi là gì? Thần cảm giả mạo. Chúng ta bị nhân linh, chúng ta không biết. Nghe tiếng nói thôi, ôi là Chúa. Nghe tiếng nói là Chúa, nhưng mà đó là nhân linh. Thì những cái điều mà cách vận hành ân tứ, chúng ta phải học để chúng ta biết được cách vận hành ân tứ. Tiên tri Elise cũng có những học trò, và tiên tri Eli cũng có học trò, là phải dạy cho cách để vận hành ân tứ. Chúng ta không dạy để nói tiên tri, nhưng mà dạy cách vận hành ân tứ. Vậy tiên tri đến từ Chúa, chúng ta biết nhận diện tiên tri và xử lý nó cách đúng đắn. Cho nên ở đây nếu ai nói Chúa ở đây, Chúa ở kia thì sao? Đừng có nghe nha. Chúa nói là như là chớp nhán từ phương đông phương tây thì sự con người đến cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải chạy đâu, không phải từ đây chạy qua Jerusalem để qua đó chờ Chúa tái lâm, không có. Ngày tái lâm là cùng một lúc, trong một thời điểm một, tất cả các nơi đều thấy sự hiện ra của Ngài. Và một dấu hiệu cuối cùng là nơi nào xác chết thì có chim ó ở đó. Đạo quân 200.000 người mà nếu mà chết ở tại Jerusalem thì chúng ta nghĩ làm sao có thể chôn hết á. Có một đội cền cền, có một đội chim ó chuyên ăn thịt xác chết.
Và anh chị em biết người ta nghiên cứu có một đội quân khủng khiếp, hàng trăm triệu con để đang chờ đợi để hướng về Israel để làm gì? Ăn xác chết. Xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức. Chúng ta mới ở phần 2 của kỳ tân thế. Nhắc lại cho anh chúng tôi và anh chị em là chúng ta sẽ thấy những cái sự tàn nát lập ra trong nơi thánh. Chúng ta biết đồng tính liên ái đã được chấp nhận ở trong giáo hội giám lý ở Mỹ. Có nghĩa là nam với nam đứng lên thề hứa gì chung sống với nhau trọn đời. Nữ với nữ cũng vậy. Và mục sư phải làm lễ cưới, không làm lễ cưới nó kiện ra tòa ở tù. Đã xảy ra rồi nha anh chị em. Ở Mỹ, ở Việt Nam có không? Có rồi, nhưng mà hội thánh chưa chấp nhận. Nhưng ở ngoài chấp nhận rồi. Làm đám cưới đồng tính rồi. Hồi trước không bao giờ đem cái vụ đó lên truyền hình. Bây giờ thì đầy. Đàn ông thì cho nó mạnh mẽ. Mỹ xưa à. Nghe một cái nó nổi óc ác hết trơn vậy đó. À, chúng ta nhớ đặc biệt về vấn đề tiên tri giả và rít giả. Nhớ nhớ nha. Dấu hiệu nhận biết là không tôn cao Chúa. Nhớ nha. Dấu hiệu nhận biết tiên tri giả và rít giả là muốn người ta tôn cao mình, không tôn cao Chúa. Cái đó chúng ta nhận biết rất là nhanh. Xin Chúa ban ơn để đạo hội thánh của Chúa luôn luôn tỉnh thức trong thời kỳ cuối cùng. Amen. Amen. Xin mời tất cả đồng đứng lên để chúng ta. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư. Nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.